Chào mừng tất cả quý anh chị cũng như toàn thể mọi người. Ngày hôm nay thì em lại có mặt tại xã Đắk Rờ Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông để giới thiệu đến cho mọi người một lô đất cà phê với tổng diện tích là 2,5 hectare, sổ sách đầy đủ, và đất của chúng ta thì có được 200 mét mặt tiền đường đất như thế này đây anh em mọi người. Lô đất này thì nằm trên tuyến đường thông nha, và hiện tại thì đang là đường đất và đang cách cái đường nhựa đang thi công là khoảng tầm 800 mét nha mọi người. Và hiện tại thì cách đường bê tông hiện hữu là 2 cây rưỡi, cách trung tâm xã, trường, chợ, trạm y tế là 8 km, và cách tạp hóa buôn bán là khoảng tầm 3 cây rưỡi thôi nha mọi người. Đất của mình thì đang trồng được cà phê đông đặc, trồng được 2.200 cây cà phê nha mọi người. Còn lại 5 sào đất chỗ dốc thì đang trồng mắc ca thì đã được 1 tuổi rồi. Hiện tại thì lô đất này tọa lạc tại vị trí hiện tại thì cũng khá là thuận tiện đường xá nha mọi người. Hiện tại thì lô đất này thì có được khoảng tầm 1.500 cây cà phê là đẹp và đang cho thu mạnh rồi nha. Còn lại là mấy trăm gốc thì ở phía trên này nó bị dốc nên cũng không được đẹp lắm, nhưng mà bác chủ năm nay thì có cây nào mà bị xấu thì cũng đã cắt và ghép lại rồi nha mọi người, ghép lại giống xanh lá mỡ rồi nên cũng sẽ phục hồi nhanh đẹp. Lô này thì phía dưới bưng có khoảng tầm 800 cây thì cực kỳ đẹp và khuất gió hoàn toàn nha mọi người. Phía trên này còn bị chút gió, phía dưới thì khuất gió hoàn toàn. Đất của chúng ta thì bác chủ đang mong muốn bán với cái giá là 550 triệu trên 1 hectare. Giá này thì có thương lượng chút đỉnh nha mọi người. Hiện tại thì sổ là 25.000 mấy trăm mét vuông. Có sẵn một cái ao cũng như là đã có đường ống máy tưới đầy đủ rồi nha mọi người. Khu vực này nó mất khoảng tầm 5 đến 7 sào là khá là dốc nha mọi người. Phía trên này thì đỡ dốc hơn thì bác chủ cũng đã múc máy múc và đi theo hàng lối thì cũng tương đối là ok nhé. Hôm nay thì em không có lắp bay Leica nên em sẽ đi chi tiết từ đầu xuống cuối lô đất cho mọi người tham khảo ạ. Mọi thông tin về lô đất thì mọi người liên hệ với em qua số điện thoại là 0987 326 906 hoặc kết bạn Zalo với em nha, để em gửi sổ sách thông tin cho mọi người tham khảo. Lô đất này thì em sẽ quay không để sót chỗ nào luôn nha. Mọi người cố gắng theo dõi. Mọi người theo dõi video của em, mọi người thấy video của em hay, video của em hữu ích thì hãy cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Hoặc là nhấn vào cái chuông bên phía tay phải màn hình của quý anh chị để mỗi lần em ra video thì sẽ là người thông báo gửi đến quý anh chị đầu tiên để đáp ứng những nhu cầu phục vụ của quý anh chị. Thì anh chị hãy lựa chọn những sản phẩm là phù hợp, còn sản phẩm là không phù hợp thì mong anh chị cho em xin ý kiến và bỏ qua. Chỗ này thì bác chủ có trồng mấy cây điều ghép nhưng mà để chắn gió nhưng mà không ăn thua nha mọi người. Trồng thi thoảng thì bác chủ cũng trồng được một số cây sầu riêng không đáng kể. Khu này là khá là dốc. Còn phía trước chúng ta thì rất là đẹp, còn 1.500 cây thì tương đối là đất thoải và đẹp nha mọi người. Đất của chúng ta thì hiện tại là đã có một cái ao khá là lớn, nước thì gần như là mùa năm hạn nhất thì bác chủ nói cũng tưới cũng chưa có hết nước nha mọi người, nên vấn đề nước non thì rất là ok. Khu vực dưới này thì đất tương đối là thoải rồi. Cà phê năm nay thì bác chủ đang ước tính khoảng tầm 3 tấn cả nhân nha mọi người. Cà phê này giống chanh nùn, giống mới nên trái khá là to nha mọi người. Những cái cây mà bị sâu xấu hoặc là không năng suất thì bác chủ đã bắt đầu ghép ở dưới gốc rồi nha. Đã để chồi và ghép dưới gốc rồi. Thế là đẹp rồi. Mọi người ở khu vực này thì thường trồng cà phê khoảng diện tích khoảng tầm 3 mét
khoảng cách là 3 mét vuông nha mọi người, nhưng mà vườn này thì bác chủ trồng tới 3 mét 3 nha, trồng 3 vuông nên 1 hect thì khoảng tầm dao động tới 900 đến 950 cây thôi nha mọi người, chứ được 1000 cây luôn nha, nên trồng khá là thưa. Và ngày trưa thì dùng máy múc múc. Trà này thì đã được 4 năm đến 5 năm tuổi rồi. Có những cây thì 5 năm, có những cây thì dặm lại thì 4 năm, 3 năm cũng có. Với cái dàn tay cành trồi như thế này thì sang năm tới thì 6 đến 7 tấn nhân là trong tầm tay nha mọi người. Mùa khô thì chỉ cần mình chủ động được nguồn nước tưới là thoải mái luôn nha mọi người. Khu vực này thì tương đối là thoải rồi. Và cả năm nay thì cũng tương đối là nhiều trái nha. Mọi người quan sát đấy, phía em đang lìa cái máy quay đây là phía dưới thì còn bằng như sân luôn nha mọi người, khoảng tầm được 800 cây là khá là bằng rồi đó. Tương đối là đẹp. Ở khu vực này thì có nhà bên cạnh cũng đang có bán luôn nha mọi người. Mọi người muốn mở rộng diện tích thì em có thể hỗ trợ mọi người mua thêm. Với tổng diện tích 2,5 này thì nó rớt vào khoảng tầm 1,4 tỷ nha mọi người. Giá này thì có thương lượng khoảng 520-530 triệu một hectare thì bác chủ sẽ bán và mọi người được thu mua luôn nha. Như thế này thì tương đối là đẹp rồi. Khu vực dưới này thì rất là kín gió nha mọi người, nên có thể chuyển đổi một số sen canh, một số cây ăn trái hoặc là những cây nào mình mọi người rất thích nha, nên không có lo. Khoảng tầm hơn 1 hectare là tương đối đẹp. Từ đây đổ xuống là khoảng tầm 1.200 cây cà, rất là đều và đẹp, không có bị dốc, đất thì thoải, rất là đẹp. Do không có live cam nên em sẽ quay hết vườn nên nó khá là dài. Mong mọi người cố gắng theo dõi video. Hiện tại thì khu vực đất tích Tuy Đức này thì đất đai rất là tốt nha mọi người. Lô đất của mình thì cách trung tâm thị trấn Kiến Đức cũng độ 4A là khoảng tầm 22 km, cách thành phố Gia Nghĩa khoảng tầm 40 cây và cách Sài Gòn khoảng 235 cây nha mọi người. Lưu thông thì hiện tại là đường xe ô tô thì vào đến cách đất khoảng tầm 2,5 cây. Đến Tết thì mọi người có thể vào đến tận đất rồi nha mọi người. Từ đến Tết thì tuyến đường nhựa đã hoàn thành thì mọi người có thể vào tận đất được rồi. Mùa mưa này thì muốn vào đến đất thì phải đi xe bán tải nha. Thế còn hiện tại ở khu vực này thì xe càng rất là nhiều nên đi tương đối là phá đường nha mọi người. Mọi người quan sát ở phía dưới này rất là đẹp rồi, phía dưới là cực kỳ quất rõ, cả tương đối là đẹp. Mọi người cố gắng coi theo dõi hết video của em. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Em xin chào và hẹn gặp lại.